Cái thiện bất nhã này có liên quan đến sư minh tệ hay không quý vị? Trước đó thì nhiều câu chuyện nó đều liên quan đến, bởi vì năm nay đặc biệt là có một cái sự việc là sư minh tệ xuất hiện làm cho người ta thấy là rất là vui nha. Qua một cái hình ảnh của một cái vị sư là tu cái hạnh Đầu Đà, mà phải nói là tâm đức của vị sư này rất là tuyệt vời, được nhiều người yêu mến đón nhận qua một cái sự tu là cái hạnh xả ly, cái hạnh buông bỏ, cái hạnh từ bi, cái hạnh bình đẳng, nên rất là nhiều thơ ca, rất là nhiều bài hát đều diễn tả về cái hạnh tu của một cái vị sư là Thích Minh Tệ, còn gọi là Sư Minh Tệ. Khán giả lại hỏi là có liên quan đến Sư Minh Tệ xuất hiện hay không? Đó là cái chủ đề Thiền Bát Nhã xuất hiện tại là Bình Dương. Bởi vì cái ngày 30 tháng 9 thì xuất hiện tại cố đô Huế, tức là thành phố Huế. Và ngày mùng 9 tháng 10 thì xuất hiện tại là Bình Dương. Rất là đẹp quý vị. Tất cả trên mạng xã hội đều chia sẻ và cho rằng đó là con Thiền Bát Nhã, giống như là một vị Bồ Tát lâm phàm. Thì sẵn cái duyên hôm nay mình chia sẻ, mình trao đổi cái ý nghĩa trong đó. Nhưng mà trước khi nói về con Thiền Bát Nhã xuất hiện tại rất là Huế, tại Bình Dương, thì cô bác anh chị chúng ta nhớ dùm cho Phước Kim, trong cái năm nay nó đặc biệt là nó rất là ly kỳ, xuất hiện nhiều cái điềm lành, nhiều cái điềm tốt, nó liên quan đến tâm linh, nó liên quan đến Phật Pháp, nó liên quan đến giáo lý của nhà Phật. Thì liên quan cái gì? Cô bác chúng ta nhớ dùm. Sẵn hôm nay thì Phước Kim cũng xin lược luôn. Đầu tiên là chúng ta nhớ một cái câu chuyện là được cư dân mạng và báo đài cũng đăng tin là cá chép vượt Long Môn, tức là cá chép vàng quý vị, rất là đẹp, từ ở trong đám mây nó xuất hiện ra giống như một con cá chép. Nó giống như là trong kinh sách đã diễn tả tại tức là tỉnh Thái Bình. Tỉnh Thái Bình tức là ngày mùng 4 tháng 8, ngày mùng 4 tháng 8 đầu tiên một câu chuyện là cá chép vượt Long Môn làm cho cộng đồng mạng xôn xao. Rồi sau đó tới ngày 25 tháng 9 đó, thì cá chép vượt Long Môn ở tại là Bình Định thêm một lần nữa. Vậy thì hai lần xuất hiện cá chép, mà đặc biệt là ở Thái Bình. Cái tên rất là đẹp, Thái Bình thạnh chị mà mến yêu kháng tình. Lần thứ hai là tỉnh Bình Định, nó cũng là Bình, là Bình Định. Những cái nơi cái tên rất đẹp quý vị. Và đến ngày 19 tháng 9 là một cái ngày rất là tuyệt vời. Thì cô bác mình nhớ cái ngày 19 tháng 9 là cái ngày lễ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Là cái ngày 19 tháng 9 thì lại xuất hiện là Phụng Hoàng Lửa. Phụng Hoàng Lửa xuất hiện tại đó là Lào Cai, Yên Bái. Phải không quý vị? Vậy thì bởi vì hôm nay đó là con Phụng Hoàng là nó tượng trưng cho tứ linh hệ xuất hiện, tức là nó mang lại cái điềm tốt nha. Chúng ta nên nhớ rằng đây là cái điềm tốt đẹp. Nước Việt Nam chúng ta là tốt đẹp, chứ không phải như những cái chuyện mình bàn là thiên tai chết chóc, sóng thần sụp đất mưa bão. Nó không phải là gì của gì, cái đó là cái chuyện diễn viên. Nhưng mà những cái mà xuất hiện chúng ta đang trao đổi, đang thấy đây đó, là những cái điềm tốt đẹp sẽ đến cho đất nước Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam, để chúng ta giác ngộ, thức tỉnh mà tu hành. Rồi bây giờ cái đó Phước Kim nói là nó gọn thôi, nhưng mà cái mà chúng ta đang bàn hôm nay nó đặc biệt hơn là câu chuyện nóng hổi mà quý vị gửi đến cho Phước Kim trao đổi, đó là Thiền Bát Nhã đã xuất hiện hai lần. Xin thưa quý vị, bởi vì con Thiền Bát Nhã đó, bởi vì chữ Bát Nhã ở đây, con Thiền Bát Nhã này là thứ nhất, nếu nói về hình thể là hình thể bằng con rồng, tức là cái đầu rồng, cái đuôi rồng.
mà trong kinh điển, trong sách vở thì thường tức là miêu tả vẽ con thiền bát nhã, tức là hình rồng. Còn nói qua sấm thi cũng như là giáo lý Bủ Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hảo thì Đức Thầy lại nhắc nhở và cho chúng ta biết là văn thù Bồ Tát từ bi chèo thiền bát nhã cứu thì chẳng gian, gió đưa lướt sóng bờm loan rước người tu niệm xê sang, phỉ tình ai mà ta dạy chẳng dình, ngày sau được trách mắt tình yêu đương. Nên thiền bát nhã ta cầm tay lái mà quyết đưa người khỏi bến sông mê. Nên Đức Thầy đã cho biết trong sấm giảng là con thiền bát nhã sang sông, miệng ngoài gọi khách mà lòng trong ngại ngùng. Như vậy thì bởi vì bát nhã là trí tệ mà Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, như vậy thì hễ nói tới thiền bát nhã tức là trí tệ của một vị Bồ Tát đó, mà trí tệ tức là cái đạo đức, là cái điều tốt đẹp đó. Vậy thì con thiền bát nhã này nó xuất hiện làm cho người ta thấy nó rất là màu nhiệm. Trước đó là cá chép vượt Long Môn, gọi là chim phụng hoàng lửa. Và đặc biệt là đến ngày hôm nay thì lại báo tin cho chúng ta biết là con thiền bát nhã đã xuất hiện. Nhưng mà đặc biệt là quý vị hỏi là cái thiền bát nhã này có liên quan đến Sư Minh Tuệ hay không quý vị? Trước đó thì nhiều câu chuyện nó đều liên quan đến, bởi vì năm nay đặc biệt là có một cái sự việc là Sư Minh Tuệ xuất hiện làm cho người ta thấy là rất là vui nha. Qua một cái hình ảnh của một cái vị sư là tu cái hạnh Đầu Đà, mà phải nói là tâm đức của vị sư này rất là tuyệt vời, được nhiều người yêu mến đón nhận qua một cái sự tu là cái hạnh xả ly, cái hạnh buông bỏ, cái hạnh từ bi, cái hạnh bình đẳng. Nên rất là nhiều thơ ca, rất là nhiều bài hát đều diễn tả về cái hạnh tu của một cái vị sư là Thích Minh Tuệ, còn gọi là Sư Minh Tuệ. Nhưng mà bây giờ hôm nay con thiền bát nhã xuất hiện, vậy thì hôm nay xin bàn cái nghĩa này đó. Bát nhã là trí tệ, là đáo bỉ ngạn quán từ tại Bồ Tát hành thăm bát nhã ba la mật đa thờ, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết hữu ích. Mà hôm nay Sư Minh Tuệ, vậy thì chữ minh là sáng, chữ tệ là thông suốt, nó cũng đồng với nghĩa là trí tệ là bát nhã. Vậy thì minh tệ là trí tệ, là thông suốt, là bát nhã, phải không quý vị? Nhưng mà đối với nhà Phật cũng như là giáo lý Bủ Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hảo đó thì lại diễn tả về con thiền bát nhã này rất là nhiều. Vậy thì Phật là dùng cái quyền pháp để mà cho chúng ta hiểu là một vị Bồ Tát đó đem con thiền bát nhã tức là trí tệ, là đáo bỉ ngạn, là cái chánh pháp để hướng dẫn chúng ta. Mà thật sự nếu như có cái nặng nước đó thì Phật liền chỉ vào nơ dồ đá, tức là cái phép Phật nha quý vị, hiện ra thiền bát nhã lớn lao đó, hào quang sáng ngực muôn màu nhưng không có đáy, thêm vào không muôi. Con thiền này không có muôi mà cũng không có đáy luôn, quý vị thấy lạ chưa? Thì xuất hiện hai lần là quá đẹp, tại tức là Bình Dương, tại Quế, con thiền này, con thiền rồng, con thiền bát nhã. Năm nay nó lạ lắm cô bác chị em ơi, hết cá chép vượt Long Môn, phụng hoàng lửa xuất hiện, có một vị Bồ Tát cởi lên trên con lưng đám mây mà hình thể rất đẹp, mà được cư dân mạng gọi là báo đài cũng đưa tin. Đặc biệt là hôm nay con thiền bát nhã bằng cái đám mây màu đỏ rất đẹp, rất là màu nhiệm, mà từ trước cái nay chưa bao giờ chúng ta thấy. Thì như vậy thì đặc biệt là điều xuất hiện ở đất nước Việt Nam. Và hôm nay thì tất cả cô bác lại liên tưởng rằng có một cái vị sư thầy Minh Tuệ tu cái hạnh Đầu Đà, nên được tán thán là Việt Nam có một sư thầy. Tức là đất nước Việt Nam bây giờ có một sư thầy, không cần thiết pháp cũng đầy người theo. Tức là sư không có nói pháp nhưng mà cái hạnh tu quá tuyệt vời, từ bi buông bỏ, hiền lành đức độ, cũng đầy người theo. Phật tử thì xúc động hò reo khi mà người ta nghĩ đến cái hạnh tu của sư đi khất thực. Và sư ăn trong bình bát ngủ ngồi, đi quá duyên tam mi nhất bát, phải trải qua mưa gió ha, nói chung là côn trùng muỗi đốt. Nhưng mà Phật tử xúc động hò reo, nghe quý vị, nhiều người xuống đốc tỳ kheo theo thầy, thì hôm nay được các vị đã phát tâm tu hành Đầu Đà, minh tạng minh trí,
minh đức minh hạnh, gọi là chân trí như ngộ. Nói chung là hôm nay được rất là nhiều người đã phát nguyện, phát tâm tu hành đầu đà này mà ai cũng thấy cảm mến, ai cũng thấy tức là cảm là tình trong cái sự tu hành của quý vị. Cho nên như vậy mà cái bài thơ người ta mới diễn tả đó là nhiều người xuống tóc tỳ kheo theo thầy, cơm chay một bữa trong ngày, đặc biệt là đi khất thực mà lại là ăn chay mà ăn một buổi thôi, cơm chay một buổi trong ngày, đầu trần chân đất, đó đây là nhà, nghĩa trang nghĩa địa tha ma, nơi nào thầy đến cũng là quá duyên. Thấy chưa quý vị? Đó, dầu ai nói ngã nói nghiêng, thành tâm chúc phúc, chẳng phiền chẳng lo, chẳng tắm mà vẫn thơm tho, tức là chẳng tắm mà vẫn được thơm tho, áo quần gách gưới chẳng so đo gì, đôi chân chai sằng bước đi, mặt người nói xấu sân si chẳng màng. Ha, đặc biệt gọi là đội mưa đội nắng chối chang, sư thầy minh tệ chẳng than một lời. Bây giờ câu cuối cùng là ai ơi Bồ Tát tuyệt vời, giữa thờ mạt pháp gặn ngờ làm sao. Vậy thì cho rằng đó là một vị Bồ Tát vì có cái tâm vị tha, có cái tâm buông bỏ, có cái tâm hy sinh, cái tâm nghĩ đến người khác. Như vậy thì bây giờ lại có những cái điềm lành xuất hiện. Thì qua cái sự việc này thì chúng ta thấy là hết sức là mầu nhiệm. Ai có căn duyên, ai có căn tu thì phải sớm giác ngộ, tu mau kẻo trễ hỡi người ơi. Đó, trần gian sụp đổ đến nơi bây giờ. Công danh phú quý cuộc đời là tuồng mộng ảo, giấc mơ mau tàn, tiền tiền bạc bạc vàng vàng, càng thâu cho lắm lại càng khổ thân. Một khi cách biệt dương trần, hai bàn tay trắng được phần nào đâu, phải không quý vị? Bởi vì mình chết rồi mình có đem theo được cái gì nè? Nếu người giác ngộ, mình hỏi kỹ ở trên đời này, mình mua tảo bán tằng, mình tranh danh đột lợi, mình hơn thua từ lời ăn tiếng nói, nhưng mà hiểu đúng cái nghĩa là hơn cùng thua, nhắm mắt cũng ra ma, sống tranh đua cũng nên mượn đúc huệ đến tan mùi tục lỵ. Cho nên mình có thì mình sống có ý nghĩa, mình biết mình sống cho mình nhưng mà mình nghĩ cho người khác. Vậy thì cái cuộc đời này nó tốt đẹp hiện tại mà giải thoát tương lai. Cho nên càng thâu cho lắm lại càng khổ thân. Một khi cách biệt dương trần, hai bàn tay trắng được phần nào đâu. Bởi vì nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem gài hầu non, chỉ có tội phước hở còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên gài, mà tội nhiều xa đọ nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan, ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo mà dạy khôn luân hồi. Như vậy thì qua cái sự việc mà cô bác ở trên chúng ta đặt lên câu hỏi, hỏi phước nghiêm là vấn đề giống như là thiền bát nhã, tức là chỉ cho cái trí tuệ của một vị Bồ Tát. Và con phụng hoàng lửa cũng tượng trưng cho cái sự may mắn tốt đẹp, báo tin cho nhân loại là sẽ có một vị A-la-hán, một vị Bồ Tát, một vị Phật và một vị là thánh nhân xuất hiện trên cõi đời này. Mà hôm nay lại là nó trùng hợp, người ta lại yêu quý sư Minh Tệ đó, qua cái hạnh tu đầu đà. Nên vậy mà cô bác mình thấy đó, giữa thờ mạt pháp ám u. Tại sao gọi là giữa thờ mạt pháp mà ám u? Bởi vì cái thờ mạt pháp này đó thì tà cao hơn chánh, mà buổi hạ nguyên ít thánh mà nhiều phàm. Phải không quý vị? Chúng sanh là phước mỏng nghiệp dày, tình sâu huệ cạn. Mà đời càng tiến bộ văn minh, người tu càng dễ gung ginh tấm lòng, chặt gìn được cái tâm không còn hơn đem cột vào chồng biển đông. Cho nên giữa thời mạt pháp ám u, bỗng sinh một bậc chân tu lạ thường. Chân tu ở đây là tu thiệt, mà tu thiệt tức là tiệt thu. Bây giờ mình cũng tu nữa, mà sư Minh Tệ cũng tu, mình cũng theo Phật mà sư Minh Tệ cũng theo Phật. Nhưng mà cái sư Minh Tệ buông bỏ hoàn toàn, không bị dính mắc, không bị ràng buộc thế gian này. Còn mình tu mà mình còn chưa được, phải không của bác chị em? Vậy thì mình chưa được thì mình tán thán cái người làm được, để sớm muộn gì mình cũng làm được.
Và nếu sư đã làm được thì bây giờ chúng ta bắt đầu tập làm, tập buông bỏ. Nhưng mà chúng ta buông bỏ thế nào? Cái điều đó mới là điều quan trọng. Có một lần nọ Đức Phật thiết là cái thân này nó vô thường, nó giả tạm là nó không thật, sống nay chết mai. Thì có một số vị đệ tử á, hiểu nhầm cái ý đó, cho nên nói nếu nói thằng này là giả là không thật thì bây giờ mình bỏ cái thằng này. Thì Đức Phật ngài mới nhắc nhở biết giả để mà chúng ta giác ngộ, chúng ta không chấp ngã, chúng ta lo tu hành để mà được yên vui giải thoát, chứ không phải mình nói mình biết giả rồi mình nói mình buông bỏ là mình không xài hay là không cần. Khi đó mình chưa được qua sông mà mình lại dội bỏ con thuyền. Vậy thì cái thân này là thân giả này quý vị. Kiếp sống này cũng là giả, cuộc đời này cũng là giả. Thương bấy người đời không vẫn không mà ruộng vườn nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ lâu rồi chết mà danh lợi giàu sang rốt cuộc không. Trăm khéo trăm khôn đều giả tạm, ngàn ngu ngàn kế cũng quần không. Suốt đời lo lắng ngày cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay vẫn nắm không. Vừa qua cơn bão ở bên Mỹ đó xảy ra, thì ở tiểu bang đó là Florida, Florida cô bác mình thấy cái số người mà tránh bão đó người ta đi là chặt cứng đường hết trơn. Mình diễn tả mình nghĩ cái cảnh đó mình khiếp sợ quá cô bác chị em. Và mình cũng có suy nghĩ cuộc đời này nếu như mình thấy đó, thấy đó rồi đâu bỗng mất liền, sớm thức tỉnh tâm tìm đạo chánh là sau này về Phật với ngôi tiên. Mình tạo dựng cơ nghiệp nhưng mà đến khi thiên tai bão tố hay là này nọ thì mình cũng phải bảo toàn đánh mạng thôi, chứ không lẽ mình ở đó cho được. Nhưng mà nhờ mình có đức có phước, mình tin tưởng cầu nguyện thì mọi chuyện nó qua đi. Thương bấy người đời không chẳng không, ruộng vườn nhà cửa có rồi không, tức là cái có chúng ta đây khi chết mình đem theo không được nên gọi là không. Vợ con cha mẹ lâu rồi chết mà danh lợi giàu sang rốt cuộc không. Trăm khéo trăm khôn đều giả tạm, ngàn ngu ngàn kế cũng quần không. Suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay vẫn nắm không. Vậy thì có phải là con số không không? Nhưng mà mình biết, biết ác mộng phải bừng tỉnh dậy, thấy lầm đường thì chạy mau ra. Nếu tâm còn chút dần già, mộng sầu càng khổ mà làm xa càng nhiều. Cho nên vậy mà bây giờ mình sống ở đời này mà mình biết giác ngộ, tức là mình biết tu tập, mình biết ăn chay, mình biết cúng lạy, mình biết niệm Phật, mình biết bố thí, mình giữ giới, mình ngồi thiền, thì cái này có phải là tốt đẹp quý vị? Thì cái có này bắt đầu chúng ta chuyển, mình vừa lo cho mình mà mình lo cho người khác, thì cái này gọi là lo quần chúng là tình tiên Phật, mà lo cho mình là chắc phàm phu. Như vậy thì cái tu này nó quá thực tế và nó dễ dàng, mà chúng ta lại thấy rất là hay. Đó, cho nên vì thế mà hôm nay qua cái câu chuyện này, qua cái sự việc này, nhất là những cái chuyện mà xảy đến mà Đức Thầy đã cho chúng ta biết là những việc lạ kỳ nay có hay chưa, chưa là với kẻ chẳng ngưa, chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Và bây giờ cô bác mình đặt câu hỏi đó, Phước Kim ơi, thì mấy hôm gài người ta cũng bàn luận xôn xao, không biết là sư Minh Tuệ có trở về Gia Lai hay không. Vì cái công ty đó là Phát Tâm Thiên Định Tệ của anh Tấn, mà cư dân mạng gọi là sư bá đó, thành lập đó để chờ sư về có nơi đó là tu tập để đi khất thực. Thì xin thưa quý vị, sư Minh Tuệ đã hứa những cái thôn làng ở Gia Lai đi khất thực, thì sư sau khi 3 tháng an cư kiết hạ thì các bác mình nên nhớ là cái thời hạn 3 tháng đã hết, chỉ còn vài ngày nữa là đúng 3 tháng. Quý vị mình đếm cho kỹ thì sư được trở về Gia Lai, hoặc giả là xin sư về, đó là sư xin về Gia Lai để thực hiện cái lời hứa đi khất thực, đi quá duyên, chứ không có cái gì mà khó khăn, không có gì trở ngại. Còn sư Minh Tuệ đã buông bỏ, mà đã buông bỏ rồi, chuyện gia đình hay là chuyện bên ngoài, chúng ta hơn thua cãi giả, tranh đấu phiền não ganh ghét gì là chuyện cá nhân của mình. Còn riêng sư là giữ tấm lòng bất động như như, và sư lúc nào cũng nguyện tu cho đến
chứng quả thành đạo vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái niềm tin của tất cả quý vị Phật tử là tin sư Minh Tuệ sẽ tu đắc đạo, sẽ tu chứng quả tại thế gian này, để cho người ta thấy chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có người thực hành và tu được chứng đắc.